cho những trẻ em nghèo bị dị tật bẩm sinh trên cả nước. Bị đa dị tật về sọ mặt bẩm sinh, bệnh nhân gần 20 tuổi này nhìn chỉ như một đứa trẻ. Do hoàn cảnh khó khăn nên chưa bao giờ cô được phẫu thuật để chỉnh hình. Được miễn phí hoàn toàn là gia đình hoàn cảnh rất chi là mừng, không biết nói gì. Thấy bác sĩ ở mổ được là mừng lắm. Chứ cứ một cái hội như thế này thì để cho mọi người có thể biết được với nhau. Ở trong hội ba mẹ thì mình cũng có thể tự động viên lẫn nhau, rồi các cháu thì nhìn thấy những cái bạn cũng có những cái hoàn cảnh khác giống như mình ấy, thì các cháu cũng đỡ phần nào mặc cái tự ti sau này. Đây là một cái, nói chung là cái hành động rất là ý nghĩa. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ trẻ bị dị tật cao nhất thế giới, với khoảng 3.000 trẻ sinh ra bị dị tật hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm mặt mỗi năm. Và con số tồn đọng chưa được phẫu thuật hiện nay là khoảng 10.000 trẻ. Điều đáng nói là những dị tật này hoàn toàn có thể điều trị được. Tuy nhiên, vì không có điều kiện nên nhiều trẻ đã phải mang tật suốt đời do không được phẫu thuật. Tại Việt Nam hiện nay, rất thiếu các bác sĩ chuyên môn sâu về phẫu thuật dị tật sọ mặt. Chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật miễn phí hoàn toàn cho những trẻ em dị tật bẩm sinh để giúp các em có thể hòa nhập với cuộc sống. Chúng tôi dự kiến sẽ phẫu thuật miễn phí cho khoảng 18.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong buổi thăm khám ngày hôm nay, các bác sĩ của tổ chức Facing the World đã tiến hành khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cho những trẻ bị dị tật bẩm sinh về vùng mặt, hàm, tai, u máu, đa dị tật, sứt môi, hở hàm ếch. Theo đó, trong đợt phẫu thuật này sẽ có 40 trẻ đủ điều kiện để phẫu thuật chỉnh hình miễn phí.